đối tượng đấy. Và ở đây chúng ta có thể là tùy tạo ra một cái template, tạo ra một cái class để chúng ta gọi là là sử dụng để tạo ra các cái instance cho đối tượng cũng được, hoặc là chúng ta tạo thẳng ra một cái object bằng cái cặp giống hoặc nhọn, đấy là JSON object. Thì cứ nhớ cho tôi một điều là trong JavaScript tất cả mọi thứ đều là đối tượng cả, được chưa? Thì ở trong cái bài này thì ở đây chúng ta có cái slide, thì nó tôi có ghi là JavaScript được thiết kế dựa trên mô hình đối tượng đơn giản, object-based paradigm, được chưa? Thì mỗi một đối tượng trong tập hợp các thuộc tính, mỗi một đối tượng là một tập hợp các thuộc tính, và một thuộc tính là một liên kết giữa một tên và một giá trị key value, được chưa? Thì cái này các bạn đã được học rồi, nó giống, nó khá là đơn giản thôi. Để tôi bật cái visual lên. Open reason này, ZS nâng cao rồi. Đây, đây chúng ta có lesson 6. OOP.html đó, thể script ở đây nhá. Đây chúng ta tạo ra một cái biến và cao hoặc led tùy các bạn. Và ví dụ như person bằng như này. Đây là cách tạo ra một đối tượng. Đây là tạo ra, có nhiều cách nhá, nhưng tôi giới thiệu cách đầu tiên, tạo ra một đối tượng trong JS. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là console log ra cái thằng person này. Rồi ok, bây giờ chúng ta chạy. À, chúng ta bật F12 lên. Chúng ta thấy là nó trả chúng ta cái gì ạ? Cái object. Bây giờ nó trả chúng ta một cái object. Thì cái biến person này của chúng ta chỉ là việc đơn giản tạo ra như này thôi, nó đã làm một đối tượng rồi. Được chưa? Thì bây giờ ở trong đối tượng này chúng ta có thể quy định ra các cái thuộc tính và các cái method, các cái hành động cho cái thằng đối tượng person này bằng cách như nào. Chúng ta có ví dụ như name bằng thiện ph này, age bằng 30 này, ví dụ như là hai chấm function alert ra this chấm age this chấm cộng với đang ăn cơm. Đấy, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành console log ra cái thằng person này nhá. Bây giờ chúng ta coi này, reload trang này. Đây các bạn có thấy này, log ra thì nó sẽ ra thuộc tính, được chưa? Và nó đánh dấu cái if này là một cái f, tức là một cái function, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là person này chấm it, còn thấy không? Chuyện th đang ăn cơm. Được chưa? Thì đấy là thể hiện cái việc là chúng ta tạo ra một cái đối tượng ở trong thằng JavaScript, nó tương đối đơn giản. Chúng ta chỉ cần đơn giản là sử dụng cặp giống hoặc nhọn là đã tạo ra một cái object rồi. Và trong cái object đấy của chúng ta thì nó có đủ cả cái các cái công cụ cho chúng ta tạo ra các cái thuộc tính như ở đây, và các cái function như ở đây, method. Được chưa? Và truy cập đến các thuộc tính thì chúng ta có thể là log cái person.name, tức là dùng dấu chấm để truy cập đến các thuộc tính, hoặc dùng dấu chấm để truy cập đến các function. Nhưng mà các function nó khác với các thuộc tính là nó có thêm, nó có tên và có dấu cặp giống hoặc tròn. Được chưa? Đây ví dụ tôi để là person.name. Đây nó ra thiện ph này. Được không ạ? Phần này nó khá là đơn giản thôi, cho nên tôi cũng chỉ lướt qua thôi. Và chúng ta cũng dần dần làm quen với kiểu object như vậy đi. Đây, chúng ta có giá trị của một thuộc tính, có thể là một hàm. Trong trường hợp đó thuộc tính được gọi là một phương thức. Được chưa? Đấy, như như ở đây này, như chúng ta có cái đoạn mà
hai chấm function, thì giá trị của thuộc tính này nó là một cái hàm. Thì như vậy cái chúng ta cái ít này chúng ta đã quy định, chúng ta hiểu ở đây nó là cái gì ạ, là một cái phương thức, được chưa? Ngoài các đối tượng được xác định trong trình duyệt, bạn có thể xác định được các đối tượng của riêng mình, tức là chúng ta đang tạo ra các cái object do chính mình định nghĩa ra. Còn để đọc thêm thì chúng ta có thể đọc ở trên cái trang developer-mozilla.org này. Nó cũng là một kênh chúng ta học rất nhiều thứ về JavaScript. Còn ở đoạn này thì chúng ta đọc tự đọc nhé. Khái niệm về object thì tôi không nói thêm nữa. Được chưa? Tiếp theo thì các cái vấn đề chúng ta đã từng gặp phải thì mọi thứ nó đều là object cả. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn này. Đây là một cái gì ạ? Cái đoạn Java PHPT Poly JavaScript nâng cao này, nó là một cái gì ạ? Nó là một cái chuỗi đúng không? Không? Chuỗi nhưng mà chấm luôn với split. Đúng không? Chuỗi chấm thẳng với split. Rồi thì ở dưới này là 1 2 3 1 2 5 9 12 20. Đây là một cái mảng đúng không? Mảng cũng lại chấm luôn với một cái hàm. Đúng không? Xong đây là một cái từ khóa là console lại chấm tiếp. Thì tóm lại cứ cái đoạn nào có chấm có mút là gì ạ? Đều là object cả. Được chưa? Thì đấy chúng ta hãy lưu ý cái việc này nhá. Đây, tất cả mọi thứ trong JavaScript thì nó đều là object cả. Nên nó mới gọi được đến đến phương thức của nó. Hiểu đây. Được chưa? Tiếp theo về việc tạo ra các đối tượng trong JavaScript thì chúng ta có hai cách tạo chính. Một là object literal, hai là object constructor function. Tức là chúng ta có hai cách tạo chính nhé. Được chưa? Còn những cái ghi chú thêm những cái phần đặc biệt thì chúng ta sẽ học ở phần dưới sau khi học về hai cái kiểu này. Thì đây. Đầu tiên là chúng ta giới thiệu về cái object literal. Thì ở trong cái object literal này thì là chính là cái vừa rồi ấy, chúng ta làm ấy. Đây này. Đây chính là object literal. Được chưa? Tên thì nghe nó anh nó tây tây một tí thôi, nhưng thực ra là cái cách chúng ta vẫn làm thì đấy nó được gọi là object literal. Được chưa? Thì nó là cái là cái cách tạo ra object đầu tiên. Được chưa? Cái cách tạo object này ấy, thì chúng ta có thể tùy biến. Các bạn thích tùy biến cái đích gì cũng được. Thích tạo ra thuộc tính gì cũng được, thích tạo ra phương thức gì cũng được. Chúng ta thêm nó bất kỳ lúc nào, nó không có một cái khuôn mẫu nào cả. Được chưa? Nó tiện cho cái việc tùy biến và nó rất phù hợp trong thằng JavaScript này. Nó không phụ thuộc bố con thằng nào. Chúng ta thích làm gì với nó thì làm. Được chưa? Lúc nào thích tạo thuộc tính thì nó thầm chấm thêm một cái. Hai chấm xong gán cho nó một cái giá trị. Thì ở đây ví dụ tôi có một cái object tên là Alex bằng các thông tin như sau. ID card bằng cái số này. Name bằng cái Alex Smith. Age bằng 45. Is married, thuộc tính is married, còn true, try. Được chưa? Đây nó thể hiện luôn cả cái những cái người con của ông Alex này. Thì chúng ta cái try này nó là một cái mảng, trong mảng này lại gồm hai cái object nữa là đứa con đầu tiên name là James Smith, age bằng 13. Đứa thứ hai là Sarah Smith, age bằng 7. Được chưa? Ông Alex này có mỗi một cái hành động, một cái phương thức rồi. Là ông có mỗi việc là mua nhà, buy house, thì nó cái hành động là console log là already own a house in Pennsylvania. Được chưa? Thì đây nó thể hiện đây là một cái object Alex. Được chưa? Đây chúng ta có thể truy cập đến các cái phương thức và các cái thuộc tính của cái ông này. Thì các bạn nhìn này. Alex.name này, Alex.made này, Alex.byHow này. Dạ, thì nó cái đầu tiên Alex.name nó ra Alex Smith này. Alex.made thì nó ra 45 này. Alex.byHow nó ra cái đoạn string này. Được chưa? Thay đổi giá trị của thuộc tính thì chúng ta đơn giản thôi. Hiện tại ông Alex này đang có tuổi là 45. Nhưng mà chúng ta muốn thay đổi cái giá trị của cái ông Alex này thì chúng ta tiến hành là Alex.age gán cho nó một cái giá trị mới bằng 48 thì output đây log 1 log 2 đây. Log 1 log 2.
Thì ở đây chúng ta có đầu tiên Alex Age bằng 45. Sau khi gán lại cái tuổi của ông ấy bằng 48 thì chúng ta có cái console log Alex try console log Alex Age bằng 48 ở đây. Được chưa? Tiếp theo là alex.try, được chưa? Thì nó sẽ ra hai cái thông tin của người con đây, hai đây. Được chưa? Hai cái là James Smith và Sarah Smith này. Sau đó chúng ta có một cái biến new try bằng một object bằng name bằng Jim Smith, age bằng 1. Được chưa? alex.try.push thì ở đây chúng ta có cái thuộc tính là alex.try thì nó là một cái mảng. Mà mảng chúng ta biết rồi, ép thêm một phần tử vào mảng thì chúng ta dùng là push. Được chưa? alex.try.push new try. Sau đó chúng ta log ra thì nó sẽ ra ba cái đứa con nó như này, ba thông số của những đứa con nó như này. Được chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tạo ra giúp tôi một cái object về thông tin cá nhân. Đây, chúng ta giúp tôi làm cái bài này. Tạo ra object mới tên biến là tên mình. Trong object chứa các thông tin cá nhân, làm sao các thông tin đó có kiểu dữ liệu đa dạng, ví dụ như là về số thì chúng ta có age, về chuỗi thì chúng ta có name, về mảng chúng ta có cái gì, đúng không? Về mảng chúng ta có cái gì chúng ta phải 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 tự nghĩ ra. Về boolean, đúng không? Chúng ta có cái gì phải nghĩ ra. Rồi thì ok, bằng đấy thôi đó. Và tiếp theo là có cả cái hành động action method. Thì chúng ta sử dụng cái method. Chúng ta có 5 phút. Có 5 phút để thực hiện việc này. Rồi, làm giúp tôi ạ. Đâu hết rồi, bật cam lên nào. Cam quýt bật hết lên nào. Đâu hết rồi. Thằng Hiếu rồi, bật bật cam lên. Tạo object đi các bạn nha. Cái này nó đang dễ thì chúng ta luyện tay đi. Không mà mấy nữa đến cái giai đoạn đến cái giai đoạn học về bất đồng bộ là ngồi khóc ấy. Đây, làm cho cái bài này. Năm phút nha. Cô đừng là chứ nào nào. Nãy giờ không theo dõi gì thì phải mở slide lên mà đọc chứ còn gì nữa em ơi. Không mấy cái ngớ ngẩn thôi. Điên tiết lên tôi lại chửi cho. Slide đã mở chưa? Em mở hả? Nhìn mà.
Thế mày còn hỏi cái gì? Hỏi gì cháu? Thằng này. Bỏ ngay cái thói quen nói lảm nhảm đi. Một, nói cho nó rõ ràng ra, dứt khoát vào. Sau này đi làm cứ ngồi lải nhà lải nhải bên cạnh cũng đấm cho. Cái gì cũng phải để ý, thấy người ta khó chịu với mình về một cái thói quen nào đấy của mình phải sửa dần đi. Thấy lớp nó khó chịu cũng không nói gì thì cứ ngồi lải nha lải nhải. Alo anh. Đó. Em biết làm sao được? Đợt này làm sao biết được? Thì em cho anh số ông Trang nha, anh hỏi cho nó nhé. Marketing hay là digital? Hả? Chẳng nghe gì cả. Digital hay là marketing không thôi. Nhưng mà có đủ bằng cấp không? Thế cho em CV đi, em gửi cho bà Yến thử xem. Em biết là sao được, cái đấy em có biết đâu. Thì cứ gửi cho người ta xem là người ta có liên hệ như nào không. Vâng, ok. Sao xong chưa? Nguyễn Văn Anh xe đi xem nào. Trông mặt ngơ ngơ ngơ. Giờ tôi chẳng biết còn đứa nào ở lớp này, đứa nào ở lớp khác nữa. Xe bài đi em ơi. Xem đến đâu rồi. Xem màn hình ra. Em có tính ở đây. Cái gì? Chẳng nghe gì cả em ơi. Cái xe làm đến đâu rồi còn sửa cho. Xe rồi à? Đây đang 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 nhìn nữa. Đâu? Ui em bật cái tool code của em lên đi. Rồi thế nào? Đúng rồi. ID này, name này, age, is married, family. Rồi em viết thêm phương thức đi. Sai rồi. Function sau function thì phải có dấu ngoặc tròn nhé.
Úi dồi. Rồi ok, làm đi. Con sơn lốc cái lọc ở bao mì ấy. Rồi, em chạy đi xem nào. Bật F12 lên. Chạy được không? Chết luôn đúng không? Chết luôn. Mở cốt ra chỉ ra đấy, cái thứ nhất là ở trong ở dòng 28 ấy, dòng 28 ngăn cách giữa các phần tử nằm trong mảng, em thiếu dấu phẩy, em thêm dấu phẩy đấy, đấy đúng rồi, đây lỗi thứ nhất. Em chạy lại ra ngoài web, em chạy đi, được chưa? Tiếp theo lỗi thứ hai là các phần tử nằm trong mảng trong 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 một trong tức là các thuộc tính ở trong một cái object ấy, thì nó không bao giờ cách nhau bằng dấu chấm phẩy mà nó chỉ cách nhau bằng dấu phẩy thôi. Được chưa? Em bỏ dấu chấm phẩy đi, bỏ dấu chấm phẩy ở dòng 36 đi. Đâu rồi? Xóa luôn luôn dấu phẩy đi, mình không còn phần tử phía sau, mình không cần phẩy nữa. Rồi lưu xuống chạy đi. Được chưa? Ok. Thầy xem bài của em. Em là thằng nào? Em là thằng Lê Đức Huy. Thì xe đi. Thầy cho em một chào. Đâu rồi, lâu thế. Thầy cho em kéo cái cốc cốc nó không share được thầy ạ. Thì vào bằng Chrome, làm gì mà không share được, chẳng có cái nào không share được cả. Mày có biết thao tác không, nên bấm vào chọn đây nhá, nhìn màn hình này. Đây bấm vào đây, bấm vào chỗ này. Nhìn thấy không? Thầy chưa xem thầy ơi. Thầy chưa xem màn hình rồi. Rồi ạ. Nghe rồi. Chưa. Bấm vào đây này. Xong nó có hai cái option ra đây đúng không? Vâng. Chọn cái đầu tiên. Được chưa? Rồi. Cho toàn bộ màn hình, sau đó là ở đây nó có một cái dialog lên như này đúng không? Đúng chưa? Rồi ạ. Chọn kích vào giữa cái hình ấy. Trước kích vào giữa cái hình xong rồi bấm share. Nghe hiểu không? Có đây. Làm đi xem nào. Đấy. Không, vừa lấy nhân cái tôm nó không được đâu thầy ạ. Thôi đi ông ạ. Cái nào chẳng được. Đây thầy. Rồi. Rồi ok. Kéo rộng rộng ra. Rồi ok nhìn nhá. Em nhìn thấy dòng 15 không? Dòng 15 rồi ạ. Đấy. Thì ở trong cái việc em tạo object ấy, cái thứ nhất là em sai tận từ tận dòng 10 11, em bỏ cái đoạn src kia đi. src. Đấy bỏ đấy đi. Rồi, xong. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là trong cái việc mình tạo object ấy, nhớ nhá, là các phần tử nó sẽ được cách nhau, các thuộc tính được cách nhau bởi dấu phẩy. Em đã viết dấu chấm phẩy.
Được chưa? Được. Tiếp theo là cái chữ thẻ script của em bị viết sai chính tả. Em biết script. Viết lại chữ script gì nè. Đây thầy. Đây. Đó, sao vẫn sai nhỉ? Cái này là nó sẵn của cái index.html, em chỉ thêm code vào thôi mà thầy, em có sửa gì ở copy cho tôi cái đường dẫn cái code sandbox của em ấy. Copy cả cái đường dẫn ấy phang vào phần chat ấy. Em lưu cái code đấy xuống đi. Lưu xuống. Lưu xuống trước hả thầy? Không, em cứ vứt cái đường dẫn ấy ra đấy. Yeah. Sao em vào game lưu đi. Lưu chưa? Không, không, em Ctrl bấm vào file, Ctrl S thôi là được. Rồi ạ. Bên kia nó index.js kìa. Thiếu cái dấu phẩy đâu thầy? Chưa, nó còn sai nhiều lắm. Được rồi thầy. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chữa bài trên cái code sandbox nhé. Mấy em dừng xe thầy. Rồi em ngừng xe đi. Đây nhá. Của bạn Lê Đức Huy này. Được chưa? Đâu rồi? Đây. Cái thứ nhất là ở file index của bạn đây này. Index của bạn này. Thì chúng ta đang có cái ID app này. Được chưa? Bây giờ cái script này em xóa nó đi. Bởi vì lúc đầu nó đã index cái file index.js kia rồi. Script src này. Src bằng src sược index.js. Rồi. Bây giờ sau khi người ta đã tiến hành là src cái đoạn script index.js này vào đây rồi, thì chúng ta sẽ phải sửa code ở trong file index.js này. Được chưa? Style.js gì đấy vứt mẹ nó đi. Được chưa? Rồi bây giờ nhá. Thì của bạn Huy sai đây này, cái thứ nhất. Trong file JS bạn ấy vẫn còn sử dụng cái vẫn lưu đi. Rồi, trong file JS bạn vẫn còn sử dụng cái thẻ script như này là sai. Được chưa? Đây là lỗi đầu tiên. Sai. Lỗi thứ hai là gì đây? Và Huy bằng ID. Đây này, cái ID này bắt là số, có bao giờ nó bắt đầu số 0 không? Thấy chưa? Ví dụ như không vẫn muốn viết là PH0892 đúng không? Thì chúng ta phải chuyển nó thành dạng string PH0892 như này. Đấy, hết lỗi chưa? Đây là kiểu dữ liệu, chúng ta ép kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi cho cái thuộc tính ID này, thì chúng ta viết nó là phải là string. Được chưa? Tiếp theo name, bạn gặp lỗi tương tự. Đây, nó là string. Được chưa? Lưu xuống. Edge, bạn lại sai một cái lỗi khác. Đây em nhìn thấy này, ID, để tôi cho to lên chút nhá. Đây, ID này, kết thúc cái thuộc tính này. Đây là tên thuộc tính này, giá trị thuộc tính này và dấu phẩy này. Đúng chưa? Ở đây cũng có dấu phẩy này. Nhưng mà cái edge này của bạn sai ấy, thì không phải sai do tên thuộc tính, không phải sai do kiểu dữ liệu, mà bạn ấy kết thúc cái thuộc tính này bằng dấu hay dấu chấm phẩy thì là sai cú pháp. Được chưa? Nephew. Đấy, cái này thì bạn lại sai cái gì? Thì ở đây bạn ấy lại sai về cái lỗi đầu tiên là nó là kiểu dữ liệu là string, thì phải viết như này. Được chưa? Ở dưới này cũng vậy. Đây. Được chưa? Đấy. Tiếp theo lỗi khác là gì? Lỗi khác là trong cái nephew này của bạn này có hai phần tử, hai cái object ở đây, nhưng mà bạn kết thúc hai object đấy bạn ấy không đóng cái mảng vào. Đây, bạn phải kết thúc việc nếu mà bạn đóng cái mảng vào như này, sau đó là bạn phẩy một cái là tiếp theo là có by house như này, thì cái object của bạn ấy nó mới đúng. Như đây, đây là nó hình như nó báo nó chưa được dùng rồi. Đây, nó chưa dùng rồi. Và chúng ta tiến hành là console log cái Huy ra thì nó mới đúng. Được chưa?
Huy mắc rất nhiều lỗi. Lỗi thứ nhất là cái swing nhưng em không cho nó vào trong cái cặp giống hoặc kép này. Cái thứ hai em kết thúc cái thuộc tính bằng dấu chấm phẩy. Cái thứ ba em đóng cái mảng này nó không đúng chỗ. Thì nó không đúng chỗ. Do đó là em đóng ra cả cái bởi vì cái đoạn này nó không phải là một phần tử nằm trong mảng được. Em hiểu chưa? Do đó em đưa vào mảng là chết. Thì mảng của em nó chỉ chứa hai object này thôi. Thì em sẽ đóng cái mảng này lại tại khi mà nó kết thúc hai object thì là xong. Sau đó em bắt đầu thuộc tính mới. Được chưa? Đây, bây giờ mình console.log ra. Đây, nó ra object rồi đây. Đúng chưa? Đúng thông tin của em. Đấy, xong mình có thể là huy chấm by how à, by how huy chấm sao không chạy nhỉ? Không chạy luôn. Để tiếp thích thì ở đây chúng ta có huy chấm buy house này, chạy đây, output ra mua nhà đây. Yeah. Đấy là bài của Huy nha, tôi đã sửa bài cho Huy rồi. Đấy, còn bạn nào mà cần sửa bài nữa không? Tôi nó đang bị gặp lỗi. Đâu rồi? Em thấy ơi. Em là đứa nào? Tao hình như là con chó ấy kìa. Em là đứa Hà. Chó à? Chó Hà. Rồi, xem màn hình đi. Bài Hà làm môn PP2 rất nát nha Hà nhá. Thấy thầy, nhưng mà em thấy là có mỗi mình thiếu như thế mà nát thầy. Thiếu có mỗi mình gì nhỉ? À, thiếu mỗi cái phần check name của phần brand với lại file khóa dung lượng với lại trên DB của em thì em chưa em viết rồi nếu mà lúc nào có thời gian rảnh ấy để tôi show cái bài của cô ra xem là nó nát thật hay không. Nó cực kỳ nát luôn chứ không phải là nát bình thường. Đây bài này đúng không? Vâng. Em mở cái code son code pen này đi. Hoặc là code son box từ mai IO cũng được. Rồi, cô săn bóc cho mail rồi. Cái gì đây? Em mở cái gì đấy? Cô săn bóc đây thầy. Thôi rồi, em xóa hết đi. Xóa hết đi. Patrona xóa hết đi. Rồi, viết thẻ script ra. Em copy cái thẻ script của em phang về cũng được. Rồi ok. Đây xuống. Rồi Ctrl F vào. Copy cái đường dẫn gửi cho tôi đi. Copy cái đường dẫn đấy đúng không? Rồi em ngừng share đi. Đây tôi sẽ chỉ cho các bạn xem cái mức độ của bạn Hà nát như nào. Đổi tên thành bạn Hà Nát. Rồi đây nhá. Hà là một bạn rất vui tính và có rất nhiều lỗi sai khi làm bài như sau. Đầu tiên object của bạn này age đúng rồi này, name Nguyễn Thị Hà đúng rồi này, sở thích ăn kẹo và vui chơi đúng chưa? Cái ăn kẹo nó là tên biến ở Hà. À, thế thì tên chuỗi thêm một kép vào thì quên. Ờ đấy, tự biết lỗi mình sai ở đâu rồi đúng không? Dạ. Đó, đây là vui chơi này. Có xem 1977 vlog không? Dạ không ạ. Không à? Thế có biết câu là không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi, có biết không? Dạ có ạ. Câu đấy của Huấn. Em đã có được của anh Huấn mà. Không biết. Câu đấy của anh Huấn thế ơi. Không xem anh Huấn cái nào của idol thế ơi. Không biết. Bây giờ tiếp tục này.
Cái này là cái gì đây hả hả? Em không biết đặt là cái gì nên em viết như thế thôi. Rồi ok, cái này đúng tên, tên thuộc tính này. Giá trị chu ok, family này. Thì không ai viết như thế này Hà nhá, người ta phải xuống dòng chứ. Thì như viết như em là sao người ta kéo xuống người ta đọc được, đọc đến Tết à? Nha. Dạ. Đấy. Tiếp theo ha ha, đến đây thì đúng rồi. Nha. Chết mẹ rồi, dạ. Mình vừa làm gì ạ? Đây, mình sẽ xuống dòng cái đống này vào để cho nó dễ nhịp. Nhưng mà hình như thằng này nó tự format lại rồi. Đấy. Em lưu xuống. Thì ở đây có cái lớp của mình có thông tin này. Được chưa? Và bây giờ muốn chạy cái hàm A này. Đấy, lưu xuống. À. Dạ. Vâng. Đấy, em tôi lỗi toàn lỗi cú pháp thôi. Thế mới phải làm, được chưa? Vâng. Đấy, copy cái đống này ném vào trong bài mình là chạy. Còn ai nữa không nhỉ? Dũng, tình hình nào Dũng ơi? Nói là được rồi. Được rồi gì, ok, có tiến bộ. Em là thằng nào? À, Phan Đức Tú ạ. Ờ, em đẩy cốt, em lên cốt sandbox đi. Xong rồi gửi lại cái đường dẫn cho tôi. Để tôi vật lý trị liệu cho em. Nhanh lên. Đấy, chúng ta thấy không? Cái việc viết cốt của chúng ta sai cú pháp nhiều lắm. Nên là cứ không phải vội nhá. Cứ thong thả mà chữa. Đẩy lên chưa? Gửi link đi. Dạ, đẩy em tí. Ăn cái này ăn xong nó cứ dính cái nhựa vào răng như ăn kẹo cao su. Ăn xong nó còn cục ra. Thầy béo lắm luôn thầy ạ. Ờ, đang có nặng cả. Đã thế thầy còn khoe nữa. Nhưng mà cứ bảo thầy có vợ rồi, thầy chưa có vợ thì mới sợ thầy có vợ. Béo phải không ạ? Lấy vợ mà nó mới béo ấy. Trước nó 55 cân. Thế thì vừa thầy bồi bổ tốt quá làm gì nữa thầy. Nhiều người muốn béo hơn cả được. Thôi tôi thấy ông nào lấy vợ cho béo. Em muốn béo không được. Lấy vợ đi. Nha, hãy nhìn thầy Đạt của ông các bà. Bây giờ có khác gì con lợn không? Béo béo lấy vợ là được ăn nhiều thầy. Đấy à? Được ăn là không phải gọt đây này. Để thầy làm mới cho em cô vợ. Là bầu các ông chồng ăn rồi. Nhập mẹ đi Long ạ. À. Bạn Long buồn với vợ đấy. Mày chỗ đấy. Mày có tán được bạn thằng của mày thôi. Thằng nó chắc gì nó ai yêu thầy. Thì thằng Long ấy chỉ có tán cái hàng nhưng mà hàng nó có đổ đâu. Đen lắm. Liêm sỉ xuống đến đáy nó còn không thèm. Em cốt lên cái phần chat này nhá thầy nhá. Mà em mạng lag quá không phải được. Ừ, rồi ông share screen đi. Share screen đi Tú ơi. Đây đây ạ. Thầy giáo thấy chưa? Thấy rồi, kéo xuống đây nè. Đây ạ. Quá. Ủa em có sai gì đâu? Nhưng mà nó không chạy ạ. Mày đã con số lốc cả cái object Tú ra đâu mà nó chạy. Dòng 31 xuống dòng ấy. Thiếu dấu phẩy thôi. Thiếu mấy dấu phẩy. À đúng rồi. Ở dòng 17 thêm dấu phẩy vào cuối. Đây có. Đấy, 04 dòng này không cần dưới nữa đúng không? Lưu xuống. Dòng 26 cũng thêm dấu phẩy vào. À chấm phẩy, dòng 26 chấm phẩy. Rồi, xuống dòng 31, enter xuống. Console log ra. Console đúng rồi. Chấm log.
Đấy, đóng mở ngoặc chữ viết chữ tú ra. Rồi, lưu xuống chạy đi. Dòng số 18 thừa phải. 18 á? Không sao, thừa không sao. Cái đấy không sao ấy. Bật F12 lên. Tắt console. Lạc lão á. Mày có nhìn thấy cái chữ console không? Đấy. Đấy, object đây. Bung object ra, kích vào object đây đi. Đúng rồi. Xong ở dưới cái dấu mũi tên, dấu mũi sang bên dấu lớn hơn ấy, ở dưới ấy. Đây à? Ừ, bấm vào đấy, tú chấm by house. Buy cơ mà, mua cơ mà. À. Đóng mở ngoặc tròn. Còn này kỹ năng sử dụng máy tính kém ấy nhỉ. Dấu mũi tên lên trên. Bấm phím mũi tên lên trên. Nó nhảy ở đâu ấy? Console. Cái tab console ấy. Kích. Cái gì đây? Scroll lên trên đi để cho nó lăn xuống dưới. Xuống dưới cùng ấy đấy. Lại kích vào cái đầu đấy, dấu mũi tên lên trên. Dấu mũi tên lên trên mà cái phím đâu, cái phím mà trên bàn phím ấy. Phím lên trên ấy. Mẹ. Đấy, đóng một tròn vào. Enter. Đấy, mua nhà em ê kia kìa. Vâng ạ. Đấy cả đá. Đang dùng máy tính quá tệ luôn. Còn ai nữa không? Hết chưa các Thánh ơi? Rồi tiếp tục học nhá. Rồi. Đấy là chúng ta sử dụng object literal, được chưa? Loại thứ nhất. Tiếp theo thì bên cạnh cái việc tạo ra object bằng ký tự đóng mở hoặc nhọn ấy thì chúng ta có thể tạo ra bằng cái kiểu này. Đây. Kiểu này thì nó giống đặc với lại cái đống Java của các bạn luôn. Gì vậy? Mày bê cả vào màn. Đây này, chúng ta có biến var rex bằng new object. Được chưa? New object, sau đó là rex.name bằng tên, rex.age bằng giá trị, rex.gender, rex.go shopping. Được chưa? Thì tóm lại là một trong hai cách, cách nào các bạn tạo ra được, tức là đi bằng hai cách nhưng mà đến chung một cái đích là đều tạo ra một object mới. Được chưa? Đấy. Nhưng mà tôi thực sự với các bạn là từ lúc tôi bắt đầu code JavaScript đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ai dùng cách này luôn. Chỉ có thấy mỗi tôi thấy người ta có là tôi mới đưa vào đây để cho các bạn biết là nó có thôi. Còn trong thực tế không ai biết cách này. Bởi vì nó khá là lâu, nó lâu quá. Được chưa? Sử dụng cái cách sử dụng object đầu tiên ấy thì chúng ta có một vài cái lưu ý như sau. Trong cái sử dụng object literal này thì nó có một vài cái hạn chế. Đó là khi mà chúng ta sử dụng cái kiểu khai báo object như này ấy, thì nó không hỗ trợ thực thể hóa đối tượng. Tức là không từ một cái khung nó không thể new ra cái nọ, new ra cái kia được. Được chưa? Nó không thể kế thừa được luôn. Tức là nó chỉ dùng là để thể hiện đây là một cái đối tượng. Chúng tôi có thuộc tính như này, chúng tôi có hành động như này. Thế thôi. Chứ không thể nào mà từ đối tượng đấy sinh ra đối tượng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cùng một cái khuôn, không làm được. Nó cũng không có tính kế thừa trong lập trình. Thì đây nó là cái hạn chế của cái thằng đầu tiên, được chưa? Còn cái cách thứ hai là object constructor function, được chưa? Thì cái cách này các bạn sẽ nhìn code trước nhá, sau đây chúng ta sẽ so sánh với cách thứ nhất rồi chúng ta code sau. Thì ở đây chúng ta có cái này gọi là một cái function animal. Các bạn nhận ba tham số là name, age, gender. Chúng ta có this name bằng name, this age bằng age, this gender bằng gender, this run bằng function console log gì gì đấy. Được chưa? Chúng ta có var duck bằng new animal và truyền đây là donan này, hai này, male này.
chúng ta có duck chấm hair color bằng yellow này, chúng ta console log cho duck và duck run, được chưa? Hit output này, nó sẽ bật ra là age bằng 2, gender bằng male, hair color bằng yellow, name bằng Donald, và cái duck chấm run này nó trả ra Donald is running. Các bạn thấy không? Thì ở đây các bạn thấy nó khác gì so với cái cách chúng ta đang làm ở cái đống này? Đây, khác gì so với cái cách này? Có ai có nhận xét gì không? Đâu hết rồi, phát biểu đi. Gáy đi thế nào? Các thanh niên. Thêm rít. Bây giờ cái này có rít đây. Con chỉ biết là cái này nó có thể kế thừa được. Kế thừa được á? Kế thừa chỗ nào? Đấm vào mồm gì à? Hình như là không cần dùng put cũng viết được thêm tủ tính vào ạ. Không, cái này cũng được nhá. Cái person này cũng được nhá. Ê, cứ thử xem nào. Đây nhá. Person chấm weight 90. Thấy chưa? Chạy cái này đi. Hay là person. À, em nhìn này, weight 90 đây. Như em ơi, cái weight này. Thế vậy thì hai thằng này nó có gì khác nhau? Có cái váy này nó có gì khác nhau không? Sao? Khác nhá. Bây giờ như này. Với cái thằng person này tôi muốn tạo ra một cái thằng person thứ hai mà giống, có các thuộc tính giống hệt như cái thằng person này thì có tạo được không? Tạo được không? Tạo được. Tạo cách nào? Copy paste ạ. Copy paste và đổi tên biến đúng không? Vâng. Ừ, đấy là cách thứ nhất. Nhưng mà cái kiểu đấy thì nó không đảm bảo là tất cả cái đống này trong một cái khuôn. Đúng không? Bởi vì người ta có thể sai một ký tự thôi cũng là khác nhau rồi đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà với cách thứ hai này, đây chúng ta sẽ demo cách thứ hai. Đây tất nhiên là tôi không bảo các bạn là cách thứ hai tốt hay cách thứ nhất tốt, chẳng có cách nào tốt hơn cả. Chẳng qua là chúng ta lựa chọn cách nào để làm thôi. Ví dụ chúng ta có function là student nhận một object là mã số sinh viên name, yeah. Chúng ta có this chấm mã số sinh viên chấm bằng mã số sinh viên this chấm name bằng name, ok xong, được chưa? Giờ chúng ta có là và dùng tên riêng viết hoa thì tôn trọng bạn vậy, bằng new student ở đây là ph 01234 văn vỏ dung. Thầy lại không tôn trọng tên của em rồi thầy. Rồi ok, chúng ta có va tránh thầy ơi lần tím ơi new student ph 08219 là Nguyễn Văn Long. Long Lê Vẻ. Ô, Văn Long thì ạ. Ai biết được. Tôi có hỏi ông đâu. Đó, giờ chúng ta sẽ tiến hành là console log ra hai cái thứ đấy. Console log ra dung phải Long. Đây. Được chưa? Output này. Đấy, nó có khác gì cái kia không? Output thì không khác. Output thì không khác, nhưng mà cái này nhanh gọn hơn. Vì tại tạo một cái khác chứ, nhìn output này nè. Thấy chưa? Có thấy khác không? Đây tôi bỏ comment cái đoạn này đi nhá. Object has class. Đây. Cả cái proto là object. Cả đấy, như đây là object. Này. Bây giờ có khác nhau không?
thằng này nó chỉ là một object nên nó đóng 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 ở ngoặc tròn ở nhọn luôn đúng không? Nhưng mà thằng này object có kiểu object đàng hoàng nha. Đúng không? Được chưa? Rồi. Đấy, cách này nó là hai cái cách khác nhau các em nhá. Nên là lưu ý. Thì ở trong cái cách thứ hai này thì code của chúng ta code nó tường minh hơn. Được chưa? Và nó có thể tái sử dụng lại được nhiều hơn so với lại cái cách thứ nhất là object literal. Được chưa? Cách thứ hai là object constructor function như này thì nó thì tóm lại là nó định nghĩa ra cái khuôn, cái khung của chúng ta nó rõ ràng hơn. Và tất cả những cái instance được tạo ra từ cái new function này, new 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 object này thì nó sẽ có chung kiểu dữ liệu, chung các thuộc tính, chung các hành động. Đúng chưa? Chung các function. Được chưa? Ví dụ như ở trong cái này tôi có thêm một cái this.learning bằng function các control log ra control log là this.name ở đây là sinh viên this.last học viên trừ this.name auto học lại. Được rồi. Ví dụ như này thì ở đây lốc xong này tôi có là dung chấm learning. Được rồi. Và long.learning các bạn xem này. Được chưa? Sinh viên PH01234 Văn Thị Võ Dung auto học lại này. Sinh viên Nguyễn Văn Long auto học lại này. Được chưa? Thì cả hai thằng này nó không cần phải định nghĩa ra cái object à cái phương thức learning cho chính bản thân nó nữa mà nó có thể sử dụng được luôn cái phương thức được viết ở trong cái khung này, ở trong cái khuôn này. Được chưa? Đây. Còn thằng này ở mỗi một thằng được tạo ra từ cái object kiểu này thì đều phải tự định nghĩa ra phương thức cho mình. Được chưa? Thấy khác nhau chưa? Được chưa các bạn ơi? Rồi thầy ơi. Đấy thì chúng ta tùy thuộc vào các cái trường hợp khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái cách sử dụng loại nào khác nhau. Được chưa? Đấy là về cái sử dụng object constructor function. Thì ở đây với object constructor function ấy thì là tạo khuôn mẫu một đối tượng bằng cách sử dụng hàm. Và hàm này nó gọi là hàm khởi tạo luôn. Đây là một cách thông dụng nhất để tạo ra object. Cách này có các ưu điểm là có thể thực thể hóa đối tượng, có thể được kế thừa hoặc cho phép kế thừa. Được chưa? Đấy nó là cái cách phương pháp thứ hai của chúng ta. Được chưa? Thì cái cách này nó khá gần với cái việc tạo object bằng bằng các ngôn ngữ backend giống như là Java, C Sharp hay là PHP. Thì là nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ là sử dụng hàm thôi, còn ở các ngôn ngữ kia chúng ta sử dụng class. Được chưa? Nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo về cái việc này bởi vì thực ra chắc là thời gian gần đây, chắc là khoảng 1 đến 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa thì ngôn ngữ phía JavaScript ấy, thì nó sẽ phát triển lên và nó đã có cái từ khóa class rồi. Cho nên là sau này code frontend của các bạn nó cũng sẽ dần dần nó thay đổi để cho nó giống với code backend của các bạn hơn thì các bạn vẫn dùng class được như bình thường. Hoặc là những cái bạn mà đang học môn frontend framework, ví dụ như các bạn học ứng dụng chẳng hạn, các bạn học về về Angular đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái ngôn ngữ JavaScript sau này nó các bạn nếu sử dụng TypeScript hay là sử dụng frontend framework thì nó khá là gần với cái ngôn ngữ phía backend của chúng ta rồi. Cho nên không phải ngại về cái vấn đề này lắm. Được chưa? Còn ở đây thì tôi chỉ chỉ cho các bạn là nó có hai cách như thế nào đấy thôi. Còn lại các bạn dùng ở đâu, dùng như nào thì còn tùy thuộc vào bài toán của bạn. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn luyện tập bằng cách làm bài này giúp tôi. Làm trên code pen hoặc là làm trên code sandbox nhá. Làm bài này cho tôi. Tạo lớp vận động viên bằng phương pháp object constructor function gồm các thuộc tính và phương thức như sau.
thuộc tính là mã vận động viên, thuộc tính là họ và tên, thuộc tính là ngày sinh, thuộc tính là giải thưởng. Thứ nhất có phương thức chính là kiểm tra điều kiện, phương thức thứ hai là thêm giải thưởng, phương thức thứ ba là danh sách giải thưởng, được chưa? Thì ở trong này phương thức kiểm tra điều kiện trả về chu hoặc phô, nhận hai tham số là chuỗi ngày tháng năm ngày tổ chức giải đấu tiếp theo và số đủ số tuổi đủ điều kiện tham gia thi đấu, được chưa? Yêu cầu thứ nhất là viết cốt cho hàm để kiểm tra xem ngày tháng năm sinh của mình vận động viên có đủ điều kiện tham gia thi đấu hay không, được chưa? Ví dụ là ở trong cái kiểm tra điều kiện này, giải đấu diễn ra vào ngày hôm nay là bao nhiêu, hôm nay ngày 20, ngày 20 tháng 3 đúng không ạ? Thì giải đấu sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 3 và số tuổi đủ điều kiện để tham gia thi đấu là 10 tuổi. Nhưng mà cái ngày sinh của vận động viên Thiện chẳng hạn lại là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2009 thì là không đủ tuổi để tham gia thi đấu đúng không ạ? Thì trả về là false. Được chưa? Cái này các bạn phải tính ra năm, áp dụng cái việc là xử lý chuỗi ngày tháng năm của cái bài trước của chúng ta. Rồi, ai làm xong bài này sớm nhất sẽ thưởng điểm cho các bạn nha. Ba bạn làm xong đầu tiên cộng 2 điểm. Hai bạn làm xong thứ tư và thứ năm sẽ cộng 1 điểm cho cái phần bonus điểm ở trong cái lớp này. Làm nha, làm nha. Bài này không dễ đâu. Tôi ngồi tôi nghĩ mãi ra cái bài này đấy nên là không dễ đâu. Làm đi. Cho các bạn 15 phút luôn để làm. Làm tôi bài tập chẳng biết slide số bao nhiêu. 23, 24, 25. Đây. Hiện tại Đinh Công Tuấn Anh 1, Phạm Ngọc Anh chết mẹ rồi. Phạm Ngọc Anh 1, Đinh Thành Vinh 2 điểm. Đấy. Sẽ bonus thêm vào đây. Ba người đầu tiên. Cộng 2. Hai người tiếp theo. Cộng 1. Không phải lớp này thì cộng ở đâu thầy? Không phải lớp này á, không phải lớp này thì tôi sẽ không đuổi ra khỏi lớp, còn nếu mà không làm được thì tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp. Thế thôi. Làm này cho các bạn 15 phút bắt đầu từ bây giờ cho đến 1 giờ 20 phút. Trong thời gian này bạn nào xong sớm thì sẽ cộng điểm. Mà không phải lớp này tôi cộng điểm vào phần khác, ví dụ như lớp 1 năm chẳng hạn thì tôi có thể cộng điểm vào bài assignment của các bạn. Tôi đã nhập điểm lên hệ thống đâu. 1-1 thầy ạ. Hả? Lớp 1-1. Tôi sửa điểm được mà. Thế cái phần thêm giải thưởng với phần kiểm tra điều kiện là như nào thầy? Thêm giải thưởng á, ví dụ như cái thuộc tính giải thưởng của ông này này. Em nhìn không? Dạ. Giải thưởng của ông này là nó là một cái mảng. Trong cái mảng đấy nó có thể chứa object hoặc chỉ chứa string thôi. Em hiểu chưa? Dạ. Thì bây giờ em nếu mà ông ấy được thêm giải thưởng, em gọi cái hành động là thêm giải thưởng vào thì ông ấy sẽ được add thêm một phần tử nữa vào trong cái thuộc tính giải thưởng của ông ấy thôi. Dạ. Đấy, thế thôi, xong rồi danh sách giải thưởng thì em lốc ra cái danh sách những cái giải thưởng của ông ở trong cái thuộc tính giải thưởng của ông ấy có bao nhiêu cái thì em lốc ra hết. Thế được. Cái điều kiện chỉ cần không quá tuổi được cái nhà. Hả? Cái điều kiện đấy, điều kiện tham gia là không bị quá tuổi, không được quá tuổi đấy. À đâu nhỉ, hình như không phải đâu. Để tôi xem lại nhé. Slide 3 đúng không? Slide 3 đấy là hình như là phải đủ tuổi mới được tham gia sao?
Đây là số tuổi đủ điều kiện tham gia thi đấu. Ví dụ như em nhập vào số tuổi là 10 đúng không? Thì cái năm sinh của cái ông vận động viên ấy thì nó phải đảm bảo là từ năm 2000. Tức là sinh trong năm 2000 đến bây giờ thì là ông được 10 tuổi rồi thì ông mới được tham gia giải đấu này, còn nếu mà ông mới sinh từ năm 2001 thì ông không đủ tuổi. À đâu 2010. Nếu mà sinh năm 2011 thì là không đủ tuổi.
cao rồi. Đã có ai làm xong chưa? Ừ, bọn này trốn đi ngủ hết rồi. Thằng Long xong chưa? Em còn đang ngồi ngẩn người. Ngẩn cái gì mà ngẩn? Làm đi. Vẫn đang làm mà thầy. Mà gà nên phải làm từ từ. Làm anh Hiếu xong chưa? Đâu rồi? Thôi, em đang cái tuổi tuổi. Tuổi tuổi. Dùng moment đi. Học moment thì dùng moment đi chứ gì nữa. Yếu sinh lý thế nhỉ? À thầy ơi, tôi giật cá mình. hôm trước em quên làm cái quick hai này, thầy mở lại của em với. Ok, cuối buổi nhắc tôi nha. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Đi vệ sinh nữa nha, làm bài em.
Chưa nào xong à? Yếu đuối thế. Câu này Linh như thế nào? Nguyễn Văn Thành. Thế cho em hỏi là cái tên giải thưởng là mình phải thêm vào cả chuỗi đúng không thầy? Tùy em thích thêm vào chuỗi hay thêm vào object thì tùy em chứ. Okay. Em có thể thêm object vào được mà. Xong rồi return ra số lượng, cái thêm 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 cái đấy là return ra số lượng của giải thưởng này đúng không thầy? Không, em phải hiển thị ra console log ra toàn bộ giải thưởng là được. Hiểu chưa? Bởi vì cái phần giải thưởng nó là cái mảng mà đúng không? Không, em hỏi là cái thêm giải thưởng ấy, ở lên nó ghi là viết code để nó ghi là trả về số thêm phương thức thêm giải thưởng, trả về số lượng giải thưởng của vận động viên chuỗi. Tùy em trả về số lượng được. Vâng, ok. Ngày sinh. Ok, cao. Vậy. Which cow? Xong chạy. Nếu mà cái này tôi viết vào là 19 thì sao nó không ra cái gì nhỉ? Problem. Không phải. Rồi, ok, Thành là người đầu tiên. Nguyễn Văn Thành. Thành Quang. Số.
Cái gì đây? Khúc Thành Quang. Em không ở lớp này thầy ạ. Và luôn. Chưa tối ưu nhá, nghĩ cách làm tối ưu hơn đi. Quang với lại Thành nhá. Vâng. Ừ, bọn này cũng thế. Cái gì đấy? Ngọc Anh, new vận động viên, có các giải thưởng là chơi ngu, học ngu. Mấy cả giải thưởng. Cháu không hiển thị gì này? Con số lốc thầy ơi. Đây, có lốc gì đâu? Của em con số lốc có hiện mà. Thế này chẳng thấy lốc gì. Của em con số lốc có hiện mà thầy. Đây nó đang không hiện gì, tôi mới đang thắc mắc này. Đây ba này là cái gì? Ba số lượng cái thêm, còn thầy kéo lên trên nó mới hiện full. Cái này ra à? Đây rồi, đây rồi. Ok, 25 thì sao, 26 thì sao? 6 là full. Một trăm đi, trăm tuổi đi, trăm tuổi được chơi. Phone. Thế bao nhiêu tuổi? Đây là thằng này sinh ngày 12 2000 này. 20 tuổi, 19 tuổi đi. Rồi ok. Ông có học lớp này không đấy? Em có. Tên là gì? Phạm Ngọc Anh ạ. Phạm Ngọc Anh. Ok, còn các bạn khác là sao nhỉ? Khó thích à? Em chưa biết là đủ hay không ạ. Động não đi, mấy cái bài này dễ. Động não đi chứ. Không đến mức quá khó mà chúng ta phải bỏ tay được. Về làm tiếp nha. Không là tôi sẽ cho mấy bài khó hơn ngồi mà gặm chân gặm tay. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cái slide nha. Thì bài kia các bạn tạm thời dừng lại đấy, về nhà các bạn làm tiếp. Dùng cái deep của thằng Moment ấy, nó ra ngay lập tức. Chẳng tội gì phải làm vậy cho khổ rồi. Rồi. Chúng ta có cái như sau. Học đến phần cuối cùng của cái bài ngày hôm nay. Lý thuyết là sử dụng prototyping inheritance, tức là kế thừa, bằng cách là sử dụng cái khái niệm là prototype. Thì chúng ta xem cái ví dụ như này. Đây. Có một cái function student gồm hai tham số truyền vào là name và age. Được chưa? Chúng ta có this name bằng name, this age bằng age. Chúng ta có cái hằng số là hằng số S1, tham số S1 bằng new student. Truyền vào tên và tuổi của nó. Sau đó chúng ta có cái student.say hello. Được chưa? Bằng function console log cho chữ hello. Như vậy tương đương với cái việc là chúng ta phang cái thằng say hello vào trong là this.say hello bằng function console log hello, đúng không ạ?
thì dẫn đến cái việc là bởi vì cái S1 được tạo ra bởi cái thằng student, là một cái instance của thằng student này, do đó là cái S1 được phép sử dụng là say, được phép sử dụng cái say hello. Được chưa? Tuy nhiên output của chúng ta nó sẽ là bị lỗi. S1.say hello is not a function. Được chưa? Chúng ta thử cái nhá. Đây. Chúng ta có cái prototype. Prototype.html. Script này. Mình sẽ có như sau: function student gồm có name, thuộc tính name và thuộc tính age. Ở đây chúng ta có như sau: this chấm name bằng name, this chấm age bằng age. Dạ. Bây giờ chúng ta có va dung Dung bằng new student là Văn Ngọc Dung, age bằng 29 tuổi. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ có cái student chấm say hello bằng function, nào this nào bằng console log đi. Console log ra cái hello world này. Dạ. Bây giờ chúng ta tiến hành là console log ra cái dung và tiến hành là dung chấm say hello, nó báo lỗi gì không nhá? Chúng ta có cái biến dung là new student và có các thuộc tính là name và age. Được chưa? Name và age. Tiếp theo, khi mà chúng ta có cái biến dung chấm say hello thì nó sẽ báo lỗi như này. Được chưa? Bởi vì nếu mà như kiểu code backend của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ có lỗi. Hoặc là chúng ta có cái thuộc tính say hello này. Say hello this chấm say hello bằng function hello world như này thì chắc chắn cái đoạn này chúng ta sẽ không bị sai. À, chúng ta không bị sai ở đây. Được chưa? Không bị sai. Tuy nhiên do cái student của chúng ta định nghĩa cái thuộc tính say hello ở ngoài này, nó sẽ hiểu cái student này là một cái object riêng. Một object riêng, kiểu dạng chúng ta tạo ra thuộc tính một object literal ấy. Do đó là cái biến dung này mặc dù được làm cái instance được tạo ra từ cái class, từ cái function student, nhưng lại không được phép sử dụng cái say hello này. Được chưa? Bởi vì cái say hello này thuộc về cái object là student chứ không phải thuộc về cái khung function này. Được chưa? Do đó chúng ta không được phép sử dụng cái hàm say hello cho các cái thực thể được sinh ra từ cái new student. Được chưa? Cái này nó sẽ hơi khó hiểu một chút, thì các bạn có thể hiểu máy móc kiểu dạng như là đã sử dụng cái function constructor này rồi thì chúng ta khi mà chấm thêm cái thuộc tính hay là thêm cái method ở bên ngoài thì những cái instance không được dùng, có thế thôi. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta phải tìm một cách nào đó để những cái instant kia nó có thể sử dụng được các cái phương thức được định nghĩa sau. Được chưa? Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta đang demo ở đây. Đây, ví dụ trong trường hợp chúng ta đang demo ở trên này. Đây là phương thức được định nghĩa sau sau khi new instant, được chưa? Tức là nó định nghĩa ở bên ngoài của cái function này. Thì bây giờ làm thế nào để những cái phương thức được định nghĩa ở bên ngoài đó nó có thể sử dụng được và những cái instant này có thể sử dụng được. Được chưa? Thì chúng ta phải sử dụng đến prototype. Được chưa? Ở đây chúng ta có cái khái niệm prototype, chúng ta sẽ viết code như sau. Chúng ta sẽ vẫn là cái function như này, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có là student.prototype.say hello. Được chưa?
cái prototype nó giống như kiểu là cái JIT name này, nó tương đương với cái việc là khi các em sử dụng là JIT.name ấy, thì nó đã chọc vào trong cái prototype rồi. Prototype nó mới chính là cái khung. Về bản chất cái thằng prototype ấy, cái object.prototype ấy, thì nó mới là cái khung của cái object của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ như sau để chúng ta nghịch thử xem nó có đúng hay sai nhé. Ví dụ như cái mảng đây, chúng ta tạm thời bỏ qua cái ví dụ đi. Chúng ta lấy ví dụ như sau. Đây, mình có một cái va test bằng một cái mảng. Được chưa? Va test bằng một cái mảng, ví dụ đây là 1.2.3. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành console log test chấm tính tổng ở ngoài nghe. Theo em nó có chạy không? Đâu rồi? Hay tôi chưa xem màn hình, xem rồi mà. Nào các bạn phát biểu giúp tôi xem là cái đoạn code này của tôi nó có chạy không? Test chấm tính tổng nó có chạy không? Test chấm tính tổng không thể. Đây nhá. Không, báo lỗi luôn. Nó giống như trường hợp kia đúng không ạ? Test chấm tính tổng is not a function. Đúng chưa? Nó không chạy được. Bởi vì trong cái kiểu dữ liệu là array, test là array mà. Trong cái kiểu dữ liệu là array, object array ấy, thì nó không có cái hàm nào gọi là hàm tính tổng cả. Được chưa? Bây giờ tôi muốn cái hàm tính tổng để chạy được thì sao? Tôi vẫn muốn hàm tính tổng để chạy được. Thì tôi có array chấm prototype chấm tính tổng bằng function. Function. Chúng ta có cái ý kiến là va tổng bằng không. Dạ. Chúng ta có this chúng ta có this chấm ví dụ va tổng bằng không này, chúng ta return đấy nha, array này. Chúng ta lưu đi. Nó đã có hàm tính tổng rồi nhá, và nó trả về cái gì? Đây value native code không có gì cả. This được rồi. Chúng ta sẽ có là this chấm foreach. Cái này là cái function nữa. Đây là value. Chúng ta có biến tổng cộng bằng với lại value. Và tiến hành là return. Return ra cái tổng. Rồi. Đây, chúng ta nhìn nhá. Đầu tiên chúng ta có cái va test bằng 1, 2, 3 này. Đây là một cái mảng đúng chưa? Thì nếu mà trong trường hợp chúng ta chưa viết cái hàm này thì chúng ta khi mà thực hiện console log test chấm tính tổng này, đúng không? Test chấm tính tổng thì nó sẽ báo là lỗi, bởi vì cái mảng ấy, đây cái mảng này, nó chưa bao giờ có cái hàm nào gọi là hàm tính tổng cả, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chọc vào trong cái object mảng gốc này. Đây là object mảng. Bây giờ chúng ta chọc vào trong ấy để định nghĩa ra một cái phương thức gọi là phương thức tính tổng áp dụng cho tất cả các cái kiểu dữ liệu thuộc dạng mảng. Được chưa? Thì chúng ta thêm cái phương thức tính tổng vào trong cái tất cả các cái kiểu dữ liệu thuộc dạng mảng, bắt đầu từ thời điểm tôi định nghĩa ra cái hàm đấy trở đi được phép sử dụng. Được chưa? Thì tôi định nghĩa ra như sau. Tôi có kiểu dữ liệu của tôi là array chấm prototype chấm tính tổng bằng một cái function, và trong cái function này tôi tiến hành là cộng tổng tất cả các phần tử vào và tôi return ra cái con số tổng đấy. Được chưa? Thì output của chúng ta là như thế này. Được chưa? Output của chúng ta là như này. Được chưa? Thì ở trong cái ví dụ của chúng ta cũng sẽ làm như thế. Tức là ở đây chúng ta có cái khái niệm như sau. Ví dụ như tôi vào cái Gemboard để tôi vẽ đi. Đây
Cái này nó hơi khó hiểu, hơi khó hình dung một chút, thì chúng ta phải cố gắng tập trung thôi. Đây, như sau. Đầu tiên chúng ta có một cái khung như này. Cái khung. Được chưa? Cái khung này nó chính là cái function. Ví dụ như là student. Đây là cái khung student. Trong này nó có name, có age. Được chưa? Có name, có age. Nó định nghĩa chúng ta như cái khung như vậy. Sau đó chúng ta có một cái biến x bằng new function, bằng new cái student như này. Thì cái biến x này ấy, nó được sử dụng, nó được sử dụng những cái gì được định nghĩa trong cái khung. Được chưa? Nó được định nghĩa, nó được sử dụng những cái gì được định nghĩa trong cái khung này. Tuy nhiên ở ngoài cái cặp dấu ngoặc nhọn của cái khung này mà thằng student, student chấm chấm một cái action nào đấy, một cái action nào đấy, và định nghĩa ra một cái phương thức mới nhé. Đây thì cái action này nó không phải nằm trong cái khung này đâu, mà là cái action này nó thuộc về cái object student thôi. Tức là đến lúc này student nó là một cái object riêng lẻ, nó không phải là cái khung này. Được chưa? Nó vẫn cứ là object bình thường, nó không phải là cái khung đâu các bạn nhé. Đó, do đó khi các bạn chấm action bằng một cái hàm thì là cái hàm này thuộc về cái object student, chứ nó không phải thuộc về cái khung mà chúng ta cứ nghĩ là nó phải thuộc về đâu. Được chưa? Thế vậy thì bây giờ cái prototype ấy, nó là một cái công cụ giúp chúng ta định nghĩa ra một cái action hay một cái phương thức ở trong này, hoặc là một cái thuộc tính ở trong này. Đó là gì ạ? Chúng ta có thể định nghĩa ra cái w đóng mở ngoặc bằng, tức là w là một cái phần, một thuộc tính ở trong cái khung này luôn. Do đó cái thằng x này được phép sử dụng cái hàm w, được phép ở đây x chấm w, không sao hết. Được chưa? Tức là để định nghĩa ra được một cái w là một cái phương thức được dùng cho tất cả các cái instance của cái student ấy, thì chúng ta phải là student chấm chấm cái prototype, thì chúng ta mới định nghĩa ra được một thành phần nằm trong cái bộ khung mà dùng để kế thừa cho tất cả các instance của nó. Được chưa? Còn hình dung ra cái prototype để làm gì nhá? Đâu rồi? Khó hiểu quá không? Cũng khó quá thế ạ. Cái này thực ra nó, các bạn cứ làm là nó sẽ thông thôi. Tóm lại ấy, là khi mà chúng ta muốn chọc vào trong cái khung gốc của cái kiểu dữ liệu, ví dụ của array này, nó không có cái thuộc tính tính tổng, thì bây giờ tôi tạo ra một cái thuộc tính tính tổng dành cho kiểu dữ liệu array. Được chưa? Thì ở trong này với cái ví dụ của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ làm y như vậy, là ở đây chúng ta ví dụ viết như thế này sẽ bị lỗi này, thì chúng ta sẽ tiến hành là student.prototype chấm say hello, thì ở đây cái zoom say hello này nó sẽ hết lỗi luôn. Đây hello world này. Được chưa? Hello world phải my name is cộng với this chấm name. Dạ. Thì thằng, tóm lại là khi nào các bạn sử dụng cái loại function student này, function constructor này, thì chúng ta để định nghĩa ra một cái phương thức hoặc là một cái thuộc tính thuộc về cái thằng function này để dùng để kế thừa, thì chúng ta phải là cái student chấm, tức là tên của cái function này chấm prototype chấm tên thuộc tính hoặc là chấm cái tên hàm, thì về sau những cái instance ở trong đấy chúng ta mới sử dụng được. Được chưa? Còn nếu không có cái đoạn này, kể cả các bạn định nghĩa ra phương thức thì gọi dưới này nó vẫn bị lỗi.
Được chưa? Thì đấy nó là cái ý nghĩa của cái từ khóa prototype ở trong cái việc sử dụng class của thằng JavaScript, đặc biệt là JavaScript phiên bản 5. Đây thì các bạn có thể đọc ở trong này. Prototype là nơi định nghĩa ra các thuộc tính, phương thức cho khuôn mẫu của một đối tượng. Các thực thể instance được tạo ra từ đối tượng đó được quyền sử dụng các thuộc tính, phương thức được tạo ra bằng prototype. Được chưa? Thì đấy nó là cái khái niệm về prototype. Ok không ạ? Các bạn để code demo đi, code demo cái phần này đi. Tôi tranh thủ tôi điểm danh. Còn cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ học ở trong buổi sau, cũng như là buổi sau chúng ta sẽ tiến hành là luyện tập nhiều hơn. Được chưa? Code cho tôi cái đoạn code cho tôi lại cái đoạn này. Tôi sẽ đẩy code lên GitHub, không biết lớp này là có chưa. Chưa có hết cả. Thì sẽ nâng cao lên. GS nâng cao. Đây. Ơ. Đây, các bạn viết lại cho tôi cả cái này và cả cái đoạn dưới này. Tôi tranh thủ cái điểm danh này. Để sử dụng được cái prototype. Đấy, trong thằng JavaScript nó nằm lằng ngoằng như vậy ấy, nên là chúng ta bắt buộc phải làm quen thôi. Rồi, Nguyễn Đăng Trung có không? Văn Ánh, Hữu Tú, Bùi Văn Nam, Tạ Bích Thảo, Nguyễn Văn Thành, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Thủy, Viết Tú, Tuấn Anh, Phan Tuấn Anh, Trần Thị Yên, Duy Đăng, Việt Hoàng, Vũ Dũng, Phạm Ngọc Anh, Lê Anh Tiến, Đỗ Anh Thái, Nguyễn Bá Tú, Nguyễn Duy Hiếu, Vũ Đức Hải có không? Phan Ngọc Quang, Nguyễn Văn Khương có không? Hoài Thu, Trung Nam, Trần Văn Quang, Đinh Văn Thi, Lê Đình Vinh, Trần Đức Thuận, Nguyễn Công Tuấn, Nguyễn Bá Hưng, Đỗ Thanh Lâm, Hồ Trọng Toản, Đinh Công Tuấn Anh, Tống Quang Đại, Vương Chí Hiệp, Lê Đức Huy, Nguyễn Tiến Tuân, Cao Thế Tung, Phạm Minh Hiếu. Rồi, những bạn sau vắng nha. Chưa điểm danh này. À, TypeScript có luôn em nhé. Phan Tuấn Anh này, vắng này. Đây, Phan Tuấn Anh này. Đỗ Anh Thái này. Vũ Đức Hải, Phan Ngọc Quang, Nguyễn Văn Khương. Mày sẽ đắp sai làm sao nữa. Hồ Trọng Toản, Đinh Thành Vinh lại vắng à. Nguyễn Tiến Tuân, Đinh Thành Vinh này. Đấy, tôi đang thắc mắc mà sao lại vắng được. Nguyễn Tiến Tuân, hết.
Rồi các bạn về làm một phần của lab, một nửa các cái bài sau của phần lab lab 3 nhé. Lab 3. Đây chúng ta có bài lab 3 này. Lab 3. Chúng ta làm được bài nào thì cứ làm trước nha. Đây, tạo đối tượng gồm có thuộc tính như sau, phương thức này. Được, cái này thì dễ rồi. Nha. Tiếp theo luyện tập truy xuất đối tượng cho giao diện dưới hình dưới đây, subject point. Dạ. Hiển thị thông tin cá nhân của sinh viên FPT và một số môn học, tên điểm mà sinh viên đó có như trên giao diện. Dạ. Đây thì có Nguyễn Văn A này. Tên này, điểm của môn này thì cứ thêm vào đây thì là cái thông tin nó sẽ được hiển thị lên trên giao diện này. Và những cái thông tin về điểm số của sinh viên sẽ được quản lý ở trong object. Được chưa? Đây, subject này như này. Đối tượng bằng phương pháp object constructor function thì tạo nó như này thôi. Đối tượng student poly kế thừa đối tượng, cái này chưa làm được, phần này chưa làm được. Đó, ok các bạn, tóm lại các bạn sẽ làm cho tôi bài 1, bài 2 ở trong phần lab này. Buổi sau kiểm tra bạn đã xong rồi thì sẽ cộng điểm cho cái phần bonus. Làm bài 1, bài 2 nhé. Thầy mở lại quiz 2 thì sao ơi? Quiz 2. Vâng, vâng. À tưởng chưa nộp quiz thì để đến cuối môn nhá. Vâng. Để xem gom đông đông một tí rồi mở thẻ. Chứ mở lắt nhắt này mệt lắm. Nhá. Đấy, thì hôm nay chúng ta học về OOP trong cái việc trong JavaScript thì nó lằng nhằng như nào. Có mấy cách thì chúng ta ghi nhớ giúp tôi. Cách thứ nhất thì nó giúp chúng ta sau này làm việc với JSON object thì nó dễ dàng hơn. Đấy, còn cách thứ hai thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái việc code những cái frontend framework các thứ thì nó cũng đơn giản hơn một chút. Được chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Cái gì đấy? Bạn nào đang xem gì đấy? Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ đây nhá. Vâng, em chào thầy.